Vì tất cả trên đời là phép thử, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày hôm nay, mọi thứ ở quanh ta, nhưng ai biết sẽ rời xa mãi mãi. Đến một lúc ta ngoái đầu nhìn lại, thứ bên ta nhưng chẳng phải của mình. Bước vào đời với tay trắng khi sinh, khi ra đi cũng đôi bàn tay trắng. Người biết thử luôn là người chiến thắng, luôn yêu thương và chân kính gia đình. Mặc ngoài kia trăm vạn sự yêu linh, hãy trân trọng những gì mình đang có. Khi ta có một ngôi nhà nho nhỏ, đấy là niềm mơ ước của nhiều người. Khi ta trách chồng hoặc vợ lắm lời, là ta có một gia đình hạnh phúc. Ta đừng trách bố mẹ già phiền phức, bởi nhiều người họ đâu còn mẹ cha. Khi rửa bát đừng lẩm bẩm kêu ca, bởi lúc đó bụng ta không bị đói. Khi các con làm cho ta mệt mỏi vì nghịch ngợm hay cười nói quá nhiều, hãy cảm ơn đời ưu ái thương yêu đã cho ta động lực mà phấn đấu. Trên đường đời ta gặp người tốt xấu, hãy đón nhận bởi vì đó là duyên. Những người tốt giúp ta được an yên, còn người xấu giúp ta thêm bài học. Kẻ không tốt ta đừng nên trách móc, hãy loại ra khỏi suy nghĩ của mình. Dành thời gian cho người thân, gia đình, hãy quan tâm cho những người xứng đáng.